Chào các bạn, đã đến với bài 26 trong khóa học Angular 2 Web API. Bài 26 này chúng ta sẽ học về tạo mới một form user. Cách tạo mới một form như nào thì ở trong các bài khác, bài role thì chúng ta đã biết cách tạo model rồi tạo field rồi. Cái này khác nhau chỉ mỗi là mình thêm mấy cái control field vào thôi và có các một số các control đặc thù. Ví dụ như là sử dụng upload với avatar này. Chúng ta có date time picker và các bạn phân có radio, có select checkbox để gắn vào nhóm. Thì ở đây các bạn sẽ làm dần dần thì chúng ta có tạo mới một form. Chúng ta sẽ tạo ra một cái nhánh. Bài trước thì mình đang làm dở cái chỗ mà search, nhưng mà không sao, mình khi mà mình thêm được nhiều dữ liệu vào thì mình search, làm search luôn thề. Chúng ta có tạo nhánh code số 26 git checkout trừ b lesson 26, không phải, sẽ là lesson 26. Ok, chúng ta sẽ thêm cái nút add, show add model. Show add model của chúng ta là đang cái màn hình nó hơi nhỏ. Show add model đây thì là model edit, thì cái edit của cái model của chúng ta phải là như thế này. Thì trong cái role của chúng ta nó cũng có cái model. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái model này, tương tự như vậy, chúng ta chỉ sửa trường thôi và để ở bên dưới cùng. Tên của ID của nó thì vẫn giữ nguyên rồi. Nút chỗ này để xem sửa, chỗ này đổi tí một chút là tiếp dùng người dùng. Và chúng ta có những cái trường nào thì ở đây trong cái form bắt đầu danh sách các form group này. Ở kia thì chúng ta chỉ có hai trường name với description thôi, nhưng mà thằng cái rồi là nhiều hơn. Tên form, edit form thì các bạn cách tạo gì bài trước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đây, ta sẽ tách đôi thằng này ra. Và bây giờ thì chúng ta biết nên là thằng user nó có những cái trường nào. Thì đầu tiên của nó thì nên sẽ là trường, trường đầu tiên sẽ là trường, trường kiểu full name, họ tên. Thì sau đó thì mới đến username. Các bạn, bài trước mình đã giải thích rồi. Valid date thế nào, đặt tên như thế nào, thì mỗi cái tên này chúng ta sẽ gắn một cái ID và nó gắn vào cái ng model. Thằng này nó trong angular form, chúng ta bắt buộc phải có angular form vào cái run, cái module của nó. Require là bắt buộc phải nhập. Đây là tính năng, cái message này sẽ hiện sẽ ẩn khi mà cái điều kiện này thỏa mãn. Retry là form này chưa bao giờ được động vào. Form submitted chưa submit và user valid có nghĩa là toàn bộ nó có một điều kiện là len sub require, thế là bắt buộc phải nhập là thì nó valid thôi. Còn thằng này thì nó cần phải có min len, tức là nó phải lớn hơn 3, lớn hơn bằng 3 ký tự. Tiếp theo là đến bạn phải nhập mật khẩu email, sẽ có hai cái trường mật khẩu. Mật khẩu thì nó lại xác nhận là min len bằng 6. Và xác nhận mật khẩu thì chúng ta lại dùng một cái để chúng ta confirm xác nhận mật khẩu. Ví dụ cái này chúng ta confirm với thằng đây, chúng ta có VDS equal, tức là equal với trường password này. Thì hai cái này phải bằng nhau, thì đây chúng là một cái loại VDS equal để xác nhận mật khẩu. Tiếp theo chúng ta có nhập email. Email này thì mình dùng cái valid theo kiểu pattern, một cái redirect để chúng ta valid email. Thì ngoài require ra nó còn bắt buộc phải đúng theo định dạng của email. Thì đó chính là một loại pattern, một loại valid pattern. Tiếp theo địa chỉ thì cái này thì không có gì, cái này chỉ có tag thôi. Mình copy paste đây thì các bạn có thể xem code ở trên cái nhánh số 26 ở trên cái repository của mình nhé. Số điện thoại cũng thế.
số điện thoại cũng vậy, thì phone number này các bạn có thể cho button vào nhưng mà không cần. Thằng avatar thì đến bài đấy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm avatar. Ngày sinh cũng vậy, ngày sinh thì date picker. Date picker thì bài này mình cũng sẽ hướng dẫn luôn. Thế nhưng mà avatar thì sẽ phải có bài chuyên về upload ảnh về avatar. Để tuy nhiên thì mình cũng đẩy avatar vào để cho các bạn nhìn thấy số điện thoại này, avatar đây, avatar của chúng ta nó là một cái tẻ file và nó có thêm một cái hidden nữa để chứa cái URL của avatar. Thế này nó chỉ chứa file thôi và một cái bức ảnh. Nếu mà avatar mà khác null thì nó hiển thị cái bức ảnh này lên với width 128 cho cái ảnh của avatar đấy. Tiếp theo là ngày sinh. Ngày sinh của chúng ta thì chúng ta có date picker. Đây là một cái directive mình lấy của thằng date range picker. Thì tí nữa mình sẽ thêm nó vào và chỉ cần add nó vào thôi thì nó đã có picker luôn. Giới tính. Giới tính ở đây thì các bạn sẽ có một cái giới tính là radio. Mình có viết một cái radio button và chúng ta có cũng gắn bình thường ng modal bình thường thôi, nhưng mà giá trị là true hoặc false. Và ở đây chúng ta kiểm tra cái trường hợp là cái thuộc tính check nó bằng check bằng true khi mà cái gender này bằng true, tức là check vào cái thằng nam, và bằng false thì nữ, thì chúng ta check vào là false. Và chúng ta có sự kiện train cho trường hợp select, thì để chúng ta thay đổi cái modal thì chúng ta dùng cái sự kiện select gender trong này để chúng ta thay đổi cái giá trị của nó. Tiếp theo là thuộc nhóm nào. Cái thuộc nhóm nào thì ở đây chúng ta cũng sử dụng một cái directive khác là multi select dropdown, và chúng ta có option của nó là danh sách các cái role của người dùng, và model của nó cũng là danh sách cái role. Thì thuộc nhóm nào thì tí nữa chúng ta sẽ liệt kê hết các cái role của hệ thống ra. NG model option là cái thằng này đứng một mình, tức là nó nếu mà không có cái thuộc tính là name thì nó sẽ bắt phải thêm thuộc tính NG model là standalone là true, tức là bắt buộc cho thằng này đứng mình. Ok, như vậy cái form này vẫn chưa chạy được đâu, bởi vì là thằng này nó còn thiếu một số cái directive. Thì ở trong phần component này chúng ta cần phải có những cái directive gì, thì đầu tiên các bạn sẽ phải dùng cái directive là DateTime Picker để chúng ta hiển thị ra cái DateTime. Để hiển thị ra DateTime thì chúng ta bắt buộc phải có một cái DateTrain Picker. Bây giờ chúng ta sẽ add nó vào. Bây giờ chúng ta vào cái câu lệnh ng này, install này, install thằng ng2 DateTrain Picker. Mình sẽ vào trong phần NuGet để cho các bạn nhìn thấy. npm ng2 DateTrain Picker. Đây, ng2 DateTrain Picker. Thằng này phiên bản của nó đang là 2.0.7. ng2 DateTrain Picker. Sau khi cài đặt thì chúng ta thêm cái thằng DateTrain Picker này vào module. Sau đó chúng ta chỉ cần DateTrain Picker thêm thuộc tính vào đây một cái thì là ok. Format chúng ta có thể format ở đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt nó bằng cái câu lệnh là npm install. Bây giờ chúng ta xóa này đi. Chữ install được mà không thì chúng ta để ý được chữ save. Sai rồi. Chúng ta sẽ tắt nó đi.
ng trừ trừ save. Ok, trừ trừ save một cái thì ở trong phần package json này nó sẽ tự thêm vào đây. Đã Deadframe Picker. Mình tiếp theo mình sẽ cài thêm một thằng nữa, đó là thằng tên là drop down. Nó sẽ là Angular 2 drop down multi select để cho thằng quyền. Mình sẽ search là Angular 2 drop down. Tất nhiên là các bạn không hạn chế, bởi vì là các bạn có thể tìm các cái plugin khác đẹp hơn, nhưng mà mình thì mình dùng những cái này mình đã tính, mình đã nghiên cứu cho các bạn rồi. Thì ở đây các bạn có cái để select multi cho thằng user, cho thằng quyền. Thì đây các bạn sẽ ng2 trừ trừ xếp tiếp. Nó lại thêm mới vào một dòng vào trong package.json này. Đó. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta bắt đầu import nó vào. Thì thằng này sử dụng như nào? Ở trong cái này chúng ta có drop down module và trong cái app trong cái user module. Chúng ta không phải động vào app module bởi vì là user module này. Sau đó chúng ta sẽ import nó vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đâu, chỗ này là module này, chúng ta sẽ vào phần import. Đây rồi. Tiếp theo là trong component của chúng ta, chúng ta sẽ import cái multi select option vào trong user component. Và chúng ta sẽ thực hiện khai báo cái option cho nó. Khai báo option cho nó thì chúng ta có một cái, chỗ này là number, thì chỗ này chúng ta có một cái list string, tức là read role public này, my role chính là cái ng model. Lúc nãy chúng ta tạo kiểu là kiểu mảng string bằng một cái bảng rỗng. Ok, sau đó chúng ta khai báo một cái danh sách ôn quyền mà chúng ta muốn đọc ra từ DB. Role chính là cái mà đây, ôn role này và my role. Thì cái ôn role này chúng ta khai báo ôn role kiểu là I multi select option, một cái mảng mà rỗng, khởi tạo giá trị cho nó bằng rỗng. Đó, thì thằng role này chúng ta cũng phải có một cái danh sách các cái role cho thằng này, thì là một mảng role, mảng này là mảng ND. Các bạn có thể mảng ND hoặc các bạn định nghĩa ra một cái role cụ thể, một cái entity, nhưng mà mình thích dùng ND cho nó nhanh, không phải đăng ký. Tiếp theo thằng deadTrain picker ấy, thì chúng ta có một cái cũng chúng ta cũng phải import nó vào. Bây giờ mình làm xong cái này đã. Bây giờ đến thằng mình khai báo xong rồi thì bây giờ mình sẽ viết một cái hàm để load role ra. Thì ở đây chúng ta sẽ là, đây sẽ là load user. Đây sẽ là load user. Phương thức là load user. User detail chứ không phải load role. À, chỗ này phải là load user detail. Ok, đoạn này thì chúng ta có khi không phải động vào. Bây giờ chúng ta chỉ việc động vào cái form load data thôi. Load user detail, bây giờ chúng ta sẽ là load role, danh sách cái role của trong DB ra. Thì cái này chúng ta đã làm ở trong cái phần trước rồi. Chúng ta chỉ cần data service dùng get list own của app role
Thì ở trong phần help này chúng ta có app role, đây list all, mình viết sẵn list all để cho phần user này nó sử dụng và gán vào cái all role, gán vào cái all role này và put. Ở thằng all role này thì nó bắt buộc phải theo cái quy tắc của nó là id và name. Id là value, còn name là tên hiển thị. Thì thằng này nó put một cái mảng vào và nó gán vào đây rồi, thì ở ngoài all role là cái option của nó sẽ được tự động binding ra, và sau khi check thì nó sẽ check những cái nào thì nó sẽ tự đẩy vào cái my role. Thì chúng ta có my role xong, bắt đầu chúng ta sẽ chạy thử để xem cái về hàm page này. Tiếp theo là đến cái thằng khai báo cái option. Chúng ta có cái tài liệu của thằng ng2 decision picker này rồi, thì chúng ta cũng cài đặt xong. Chúng ta cũng cần phải có bootstrap này, chúng ta vẫn phải có thằng, chúng ta vẫn phải đặt nó vào trong đây, chúng ta import nó vào module user module. Chúng ta có import vào phần ng module giống như các module khác thôi. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện khai báo cái option khai báo option cho nó, model cho nó. Thì đây mình đã có một cái option đây là khai báo, thì các bạn có thể khai báo chỗ nào cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng cái định dạng là DD man man year, tức là ngày tháng năm, cho nó giống, cho nó là người mình làm Việt Nam. Các bạn có thể đổi cái định dạng này nếu muốn. Date option xong thì chúng ta có một cái sự kiện là select date nếu mà các bạn muốn thay đổi. Thì tuy nhiên thì cái select date này các bạn sẽ không cần thiết, bởi vì lúc edit thì show edit thì các bạn sẽ show, bạn sẽ format nó. Thì đây có option rồi, thì thằng date range này chúng ta dùng option là cái tên biến. Các bạn nhớ tên biến này là thuộc tính của option, thì chúng ta đặt tên như này, các bạn có thể đổi thành tên khác và đặt cái deadline picker directive vào như trong hướng dẫn của nó, chính là cái này. Đây là template và đây là phương thức để, đây là sự kiện để là khi mà train thì các bạn format code thì, nhưng mà ở đây hiện tại thì mình không cần. Và các bạn sẽ chạy thử. Đó, trong người dùng này, tên mới này. Các bạn nhìn thấy là chúng ta có ngày sinh này, chọn này, có 2 tháng 5 này, nam nữ. Có cái nhóm này thì chưa hiển thị được lên. Còn lại là valid là có rồi. Date time avatar có, không có gì thì nó không hiển thị cái ảnh lên đây. Có mỗi cái này thì chúng ta xem có lỗi gì. Ở đây chúng ta có cái lỗi là select gender không phải là function, bởi vì nó chưa có, mà chúng ta định nghĩa ra thì nó chưa ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải định nghĩa cái phương thức đấy, phương thức select render. Select render thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc thêm một cái phương thức nữa là gắn gender với cái event của nó, với cái value của nó là bằng true hoặc bằng false thôi. Đây chính là cái binding sự kiện ở chỗ này, truyền vào cái value, truyền vào đối tượng event. Để chúng ta xếp lại cái này, có thể mở ra để cho nó. Thêm mới này, xem còn lỗi gì không. 404 object của chúng ta là lấy về là ok, còn cái thằng này nó chưa hiển thị được ra. Đây, chúng ta sẽ debug thử nhé. Trong user component gọn vào phần webpack này, rồi chấm này, src này, main user này. Đây bây giờ chúng ta mới nhìn thấy code JavaScript
nó sẽ hiển thị ở đây. Bạn xem phần load user nó ra chưa? Nó chưa gọi nên hàm này. Bởi vì chúng ta chưa gọi nên phần init. Bây giờ trước khi mà init thì chúng ta read.load data load role. Đó. Cách chúng ta debug là như vậy. Mình không làm riêng một cái bài để chỉ để debug không, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong từng bài một. Ê, cái Angular 2 này tương đối là, đối với bạn mới thì tương đối là phức tạp hơn. Đây, list ra có bao nhiêu list ra hết. Tích 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 vào. Đó. Bây giờ thì nó gắn với từng model rồi thì cho nên các bạn chỉ việc là điền giá trị vào đây mà nó xếp vào thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ submit ở chỗ này. Đối với ID, ID là in bằng null thì chúng ta sẽ add xong rồi load lại data và thông thông báo ra. Thì ở đây chúng ta sẽ chạy thử chỗ này. ABC này. ABC. Ví dụ ở đây là tdo. Tdo 1. 1 2 4 5 6. 2 3 4 5 6 tdo a cộng gmail.com địa chỉ tdo Hà Nội đi, điện thoại là cái gì đấy, avatar thì mình chưa update chưa upload, chúng ta để nguyên mùng 9 tháng 5, cập nhật một cái này lỗi. Bỏ mấy cái debug này đi. Handler error 401 400 400 bởi vì password phải ít nhất. Chúng ta có cái message ở đây là ít nhất phải có một cái giá trị là đây. Nó tự báo từ server xuống password phải ít nhất có một số và một chữ. Ok, bây giờ chúng ta phải đúng theo quy tắc của nó, không thể đơn giản nghe được. Ở chỗ này chúng ta phải sửa một chút là nếu mà lỗi khác thì chúng ta phải in được ra cái lỗi đấy, nếu không là người dùng không biết thế nào. Thì cái đấy mình sẽ hoàn thiện. Đây, lỗi 401 thì là hiển thị ra là bắt buộc phải login rồi. Và cái lỗi này thì nó nằm ở trong body. Thế ra chúng ta đọc luôn message này thì đương nhiên nó không có cái gì rồi. Thì chúng ta sẽ đẩy nó vào. Ok, chúng ta sẽ đặt một cái là tdo chữ t viết hoàng a cộng 123. Vẫn pet request à? Name đã tồn tại vì thằng kia nó tạo được rồi. Như thế là ở đây sẽ là tdo 1 tài khoản tdo 1 gmail chắc là cũng tạo rồi. Chỗ này có một chút không ổn ở cái API. Chúng ta sẽ tdo 2 này. Ở trong cái thằng user component post để xem post này cái gì. Data chúng ta gửi lên là một cái đối tượng.
lỗi của nó là todo đã tạo. Ok không sao, chúng ta sẽ lấy cái, chúng ta sẽ thử lấy cái API của chúng ta, API của mình. Ở đây mình đang cài Visual 2017 cho nên là nó không bật được Visual 2015. Đây nó vẫn tạo được mà thằng kia thì nó báo lỗi. Không sao, chúng ta sẽ xóa nó đi. Đấy, hàm xóa của chúng ta có rồi. Hàm sửa thì cũng tương tự. Đây, sửa nó sẽ tự lên. Bởi vì đây là chưa có cái role nào. Chúng ta chưa tạo cái phần select role cho nó. Phần thêm mới. Mình sẽ vào trong cái DB của mình. Bây giờ mình tạo mới một cái này. Todo. Todo. Todo A cộng, A cộng 123. Todo A cộng gmail.com. Ngày sinh nam hay nữ, true ra. Là xóa đi. Xóa đi, chúng ta sẽ xem lại cái chỗ này, hết mới này. Bị lỗi là value. Ok hiểu rồi, tức là trong cái bài trước mình có tạo ra cái phần cho API của mình tính luôn cả cái phần upload cái avatar lên, nhưng mà nó upload là một cái tham số riêng, vị null thì là nó không tính được, nó không lấy được. Thì chúng ta sẽ, nhưng mà chúng ta add được vào đây rồi thì bài sau, mấy cái bài sau mình sẽ upload avatar lên thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Thì bài này chúng ta đã add được bản ghi vào rồi, như đó chính là nội dung của chúng ta sẽ là data picker này, điền các cái radio và select box. Thì như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái phần thêm mới người dùng. Cảm ơn các bạn, bài chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái bài số 27.